ta tụ họp như đây để cùng toàn thể giáo hội các đạo đồng thánh tưởng niệm và liệt vượt qua, tức là cuộc gương phó của Chúa Giêsu của Đức Kitô để chuẩn bị toàn thánh chấp suốt mùa chay. Chúng ta đã cầu nguyện, thống hối, chia sẻ tình thương và cơ áo cho nhau. Chúa nhận lễ giá hôm nay là ngày kỷ niệm đón Chúa Thế vào thành thánh Jerusalem để toàn đất cầu nguyện vượt qua, đem lại cho vài người trong cứu độ. Chúng ta hãy đem cả niềm tin mà ăn khái nước khác người, xin người ta ơn để chúng ta nâng cầm đau khổ người đã chịu trên thập giá, học được chia sẻ vinh quang phục sinh và sự sống mới của người. Chúng ta cũng đời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng cảm dụng, xin thay nhiên những cảnh xa này để chúng con cầm mà phát tên luôn dễ và vui chúng con. Xin ban cho mọi người chúng con đây đã tin yêu Chúa, được theo người vào thành thánh Jerusalem tin thương, được làm sự bảo vệ Chúa trời. Amen. Chúng ta mỗi người chúng ta lấy một cảnh đá, chúng ta sẽ tìm ra You want to sit? No, sit right here. You can move. The mask right here. Mắt quay về một phần rồi. Lễ cha sẽ làm lễ này một phần như thế này. Các bác lên ngồi trên trên bác thì còn cái ghế trên trên con. Bác cũng vậy lên ngồi ghế trên. Chúa ở cùng anh chị em tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Phaolô. Khi Đức Giêsu và các môn đệ đi gần tới thành Jerusalem, bước sắp vào làng bên Phaolô và Bethania, bên triền núi cây Olive, người sai các môn đệ và bảo các anh đi vào làng phía mặt kia, tới nơi sẽ thấy một con ngựa con chưa ai cưỡi bao giờ đang cột sẵn đó. Các anh cởi dây ra và dắt nó về đây. Nếu có ai bảo tại sao các anh làm như vậy thì cứ nói rằng thành có việc cần dùng rồi sẽ trả về ngay. Hai môn đệ ấy ra đi và thấy một con ngựa con cột ngoài cửa đó ngay mặt đường. Các ông liền cởi dây lừa ra. Mấy người đứng đó hỏi: các ông cởi lừa người ta ra làm gì vậy? Hai ông trả lời như Đức Giêsu đã dặn và họ để cho đi. Hai ông dắt con đường về cho Đức Giêsu, cởi áo choàng của mình lên lưng nó và Đức Giêsu cưỡi lên. Nhiều người cởi áo xuống mặt đường, một số khác lại chặt cành chặt đá ngoài đồng rồi trải lên lối đi. Người đi trước kẻ theo sau reo hò vang dậy, hoan hô chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Chúa, chúc tụng triều đại đang tới, triều đại vua David tổ phụ chúng ta, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Đó là lời Chúa, lời Chúa đi thôi, lời Chúa. Chị em thân mến, chúng ta hãy hoan hô dân thành Jerusalem mặc hoa thị lên đường bên gió Đức Giêsu. Đợi chút xíu, chăm sóc mọi người vô cho nó để dễ làm lễ.
Giờ mình hát nhập đẳng. Thank you.
Thank you.
thương có của Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máthêu. Hai ngày trước lễ vượt qua và lễ bánh không men, các thượng tế và kinh sư bày mưu tính kế bắt Đức Giêsu Kitô để giết người, vì họ nói: đừng làm cho chính ngày lễ, kẻo dân chúng náo động. Lúc đó Đức Giêsu đang ở làng Bethania tại nhà ông Simon Cùi. Giữa lúc người dùng bữa, có một người phụ nữ đến mang theo một bình bạch ngọc đựng dầu thơm trang tùng nguyên chất thứ đắt tiền. Cô đặt ra đổ dầu thơm trên đầu người. Có vài người lấy làm bực tức, nói với nhau: phí dầu thơm như thế để làm gì? Dầu đó có thể đem bán lấy trên 300 quan tiền mà bố thí cho người nghèo. Rồi họ gắt gỏng với cô, nhưng Đức Giêsu bảo họ: cứ để cho cô làm, sao lại muốn gây chuyện? Cô ấy vừa làm cho tôi một việc gì đấy? Người nghèo thì lúc nào các ông chẳng có bên cạnh mình, các ông muốn làm phúc cho họ bao giờ mà chẳng được. Còn tôi, các ông chẳng có mãi đâu. Điều gì làm được thì cô đã làm. Cô đã lấy dầu thơm ướp sẵn tôi để chuẩn bị ngày mai cả. Tôi bảo thật các ông, hễ tin mừng được loan báo đến đâu trong khắp thiên hạ, thì nơi đó việc cô vừa làm cũng sẽ được kể lại để nhớ tới cô. Judas Iscariot, một người trong nhóm 12, đi gặp các thượng tế để nộp người cho họ. Nghe hắn nói, họ rất mừng và hứa cho tiền. Judas liền tìm cách nộp người sao cho tiện. Ngày thứ nhất trong tuần bánh không men là ngày sát tế chiên vượt qua, các môn đệ thưa với Đức Giêsu: thầy muốn chúng con đi dọn cho thầy ăn lễ vượt qua ở đâu? Người sai hai môn đệ đi và dặn họ: các anh đi vào thành và sẽ có một người mang vỏ nước đón gặp các anh. Cứ đi theo người đó vào nhà nào các anh hãy đưa với chủ nhà. Thầy nhắn, thầy sẽ ăn lễ vượt qua với các môn đệ ở phòng nào, và ông ấy sẽ chỉ cho các anh một phòng rộng rãi trên lầu và được chuẩn bị sẵn sàng, và ở đó các anh hãy dọn tiệc cho chúng ta. Hai môn đệ ra đi vào đến thành, các ông thấy mọi sự như y người đã nói, và các ông dựng tiệc vượt qua. Chiều đến, Đức Giêsu và nhóm 12 cùng tới. Đang khi dùng bữa, người nói: thầy bảo thật anh em, có người cho anh em sẽ đổ thầy, mà lại là người đang cùng ăn với thầy. Các môn đệ đâm ra buồn sầu và lần lượt hỏi người: chẳng lẽ con sao? Người đáp: chính là một trong nhóm 12 đây, mà là người chấm chung một đĩa với thầy. Đã hẳn con người ra đi theo như lời đã chép về người, nhưng khốn cho kẻ nào một con người, thà kẻ đó đừng sinh ra thì hơn. Cũng đang bữa ăn, Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng rồi bẻ ra trao cho các ông và nói: anh em hãy cầm lấy, đây là mình thầy. Và người cầm chén rượu dâng lời tạ ơn rồi trao cho các ông, và tất cả đều uống chén này. Người bảo các ông: đây là máu thầy, máu giao ước đổ ra vì muôn người. Thầy bảo thật anh em, chẳng bao giờ thầy còn uống sản phẩm của cây nho nữa cho đến ngày thầy uống thứ rượu mới trong nước Thiên Chúa. Hát thánh vịnh xong, Đức Giêsu và các môn đệ ra núi Ô-liu. Đức Giêsu nói với các ông: tất cả anh em sẽ vấp ngã vì kinh thánh đã chép: ta sẽ đánh người trăng chiên và chiên sẽ tan tác. Nhưng sau khi trôi dậy, thầy sẽ đến Galilê trước anh em. Ông Phêrô liền thưa: dầu tất cả có vấp ngã đi nữa thì con cũng nhất định là không. Đức Giêsu nói với ông: thầy bảo thật anh, hôm nay đổi đêm nay, gà chưa bị gáy hai lần thì chính anh đã chối thầy đến ba lần. Nhưng ông Phêrô lại nói quả quyết hơn: dầu có phải chết với thầy, con cũng không chối thầy. Tất cả các môn đệ cũng đều nói như vậy. Sau đó
Đức Giêsu và các môn đệ đến một thửa đất gọi là Gethsemani. Người nói với các ông: anh em ngồi lại đây trong khi thầy cầu nguyện. Rồi người đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan đi theo. Người bắt đầu cảm thấy hãi hùng sao xuyến. Người nói với các ông: tâm hồn thầy buồn đến chết được, anh em ở lại đây mà canh thức. Người đi xa hơn một chút, sấp mình xuống đất và cầu xin cho mình khỏi phải qua giờ ấy. Nếu có thể được, người nói: Abba, cha ơi, cha làm được mọi sự, xin cất chén này sang con. Nhưng xin đừng làm điều con muốn, mà làm điều cha muốn. Rồi người trở lại, thấy các môn đệ đang ngủ, liền nói với ông Phêrô: Simon, anh ngủ à? Anh không thức nổi một giờ sao? Anh em hết canh thức vào cầu nguyện kẻo xa trước cám dỗ. Vì tinh thần thì hăng hái, nhưng thể xác là yếu đuối. Người lại đi cầu nguyện, kêu xin như lần trước. Rồi người trở lại, thấy các môn đệ vẫn ngủ vì mắt họ nặng trĩu. Các ông chẳng biết trả lời làm sao với người. Lần thứ ba, người trở lại và bảo các ông: lúc này mà còn ngủ còn vì sao? Thôi đủ rồi, giờ đã điểm. Này con người bị đầu bằng tay phường tội lỗi, đứng dậy ta đi nào, kia kẻ lộn người đã tới. Ngay lúc đó, khi người còn đang nói, thì Judas, một người trong nhóm 12, xuất hiện. Cùng đi với hắn, có một đám đông mang gươm giáo gậy gộc. Họ được các thượng tế, kinh sư và kỳ mục sai đến. Kẻ nộp Đức Giêsu đã cho họ một ám hiệu. Tôi hôn ai thì chính là người đó. Các anh bắt lấy về điều đi cho cẩn thận. Vừa tới, Giuđa tiến lại gần người và nói: thưa thầy. Rồi hôn người, họ liền tra tay bắt người. Nhưng một trong những kẻ đang có mặt tại đó cút gươm ra, chém phải tên đầy tớ của thượng tế, làm nó đứt tay. Đức Giêsu nói với họ: tôi là một tên cướp sao mà các ông đem gươm giáo về gặp bắt? Đến bắt, ngày ngày tôi vẫn ở giữa các ông, vẫn giảng dạy ở đền thờ mà các ông không bắt. Nhưng thế này là để lời sách thánh được ứng nghiệm. Bây giờ các môn đệ của người mà chạy trốn hết. Trong khi đó có một cậu thanh niên đi theo người, mình khoác gọn vẹn một tấm vải gai. Họ túm lấy anh liền chút tấm vải lại, bỏ chạy mình trần. Họ điều Đức Giêsu đến vị thượng tế, các thượng tế, kỳ mục và kinh sư tề tỉ đông đủ. Ông Phêrô theo người xa xa, vào tận bên trong dinh thượng tế và ngồi sưởi bên đống lửa và đám thuộc hạ. Bây giờ các thượng tế và toàn thể thượng hội đồng tìm lời chứng buộc tội Đức Giêsu để lên án tử hình, nhưng họ tìm không ra, vì tuy có nhiều kẻ đưa chứng gian tố cáo người, nhưng các chứng ấy lại không ăn khớp với nhau. Có vài chứng lên cáo gian người rằng: chúng tôi có nghe ông ấy nói, tôi sẽ phá đền thờ này cho tay người phàm xây dựng, vào lúc 3 ngày ta sẽ xây một đền thờ khác, không phải cho tay người phàm. Nhưng ngay về điểm này, chứng của họ cũng không ăn khớp với nhau. Bây giờ vị thượng tế đứng lên giữa hội đồng hỏi Đức Giêsu: ông không nói lại được một lời sao? Mấy người này tố cáo ông gì đó? Nhưng Đức Giêsu vẫn làm thinh, không đáp một tiếng. Vị thượng tế lại hỏi người: ông có phải là Đức Kitô, con của Đấng Đáng Chúc Tụng không? Đức Giêsu trả lời: phải, chính thế. Rồi các ông sẽ thấy con người ngự bên hương đấng toàn năng và đường giá mây trời mà đến. Vị thượng tế liền xé áo mình ra và nói: chúng ta cần gì nhân chứng nữa? Quý vị vừa nghe hắn nói phạm đến Thiên Chúa, quý vị nghĩ sao? Tất cả đều kết án người đáng chết.
Thế là một số bắt đầu khan nhổ vào người, bịt mắt người lại, vừa đánh đấm vừa nói: "Hãy nói tiên tri đi!" Và đám thuộc hạ tát người túi bụi. Ông Phêrô đang ở dưới sân, có một người tớ gái của thượng tế đi tới, thấy ông ngồi sưởi, cô ta nhìn ông trọng trọng mà nói: "Cả bác nữa, bác cũng đã ở với cái ông người Nazareth, ông Giêsu đó chứ gì?" Ông liền chối: "Tôi chẳng biết, chẳng hiểu cô muốn nói gì." Rồi ông bỏ đi ra phía tiền sảnh. Bây giờ có tiếng gà gáy. Người tớ gái thấy ông lại bắt đầu nói với những người đứng đó: "Bác này cũng thuộc bọn chúng đấy." Nhưng ông Phêrô lại chối. Một lát sau, những người đứng đó lại nói với ông: "Đúng là bác thuộc bọn chúng, vì bác cũng là người Galilee." Nhưng ông Phêrô liền thốt lên những lời độc địa: "Thề rằng, tôi thề là không có biết người các ông nói đó." Ngay lúc đó, gà gáy lần thứ hai, ông Phêrô sực nhớ điều Đức Giêsu đã nói với mình: "Gà chưa kịp gáy hai lần thì anh đã chối thầy đến ba lần." Thế là ông hòa lên khóc. Vừa tảng sáng, các thượng tế họp bàn với các kỳ mục và kinh sư, tức là toàn thể thượng hội đồng. Sau đó họ trói Đức Giêsu lại và giải nộp cho ông Phi-la-tô. Ông Phi-la-tô hỏi người: "Ông là vua dân Do Thái sao?" Người trả lời: "Đúng như ngài nói đó." Các thượng tế tố cáo người nhiều tội, nên ông Phi-la-tô lại hỏi người: "Ông không trả lời gì sao? Nghe kìa, họ tố cáo không biết bao nhiêu tội." Nhưng Đức Giêsu không trả lời gì nữa, khiến ông Phi-la-tô phải ngạc nhiên. Vào mỗi dịp lễ lớn, ông thường phóng thích cho dân một người tù tùy ý họ xin. Khi ấy có một người tên là Ba-ra-ba đang bị giam với những tên phiến loạn để giết người trong một vụ nổi dậy. Đám đông kéo nhau lên yêu cầu tổng chấn ban ân xá như thường lệ. Đáp lời họ yêu cầu, ông Phi-la-tô hỏi: "Các ông có muốn ta phóng thích vua dân Do Thái cho các ông không?" Bởi ông thừa biết chính vì ganh tị mà các thượng tế nộp người. Nhưng các thượng tế sánh động, đám đông đòi ông Phi-la-tô phóng thích tên Ba-ra-ba kỹ hơn. Ông Phi-la-tô lại hỏi: "Vậy ta phải xử thế nào với người mà các ông gọi là vua dân Do Thái?" Họ la lên: "Đóng đinh nó vào thập giá." Ông Phi-la-tô lại hỏi: "Nhưng ông ấy đã làm điều gì giá lạ?" Họ càng la to: "Đóng đinh nó vào thập giá." Vì muốn chiều lòng đám đông, ông Phi-la-tô phóng thích tên Ba-ra-ba, truyền đánh đòn Đức Giê-xu, rồi trao người cho họ đóng đinh vào thập giá. Lính điều Đức Giêsu vào trong bên công trường, tức là dinh tổng trấn, và tập trung cả cơ đội lại. Chúng phát cho người một tấm áo điều và kết một vòng gai làm vương miện đặt lên đầu người, rồi chúng bái chào người: "Vạn tuế Đức Vua dân Do Thái!" Chúng lấy cây sậy đập lên đầu người, nhạc khổ vào người và quỳ gối bái lại. Chế nhiễu chán, chúng lại lột áo điều ra và cho người mặc áo lại như trước. Sau đó, chúng dẫn người đi đến đóng đinh vào thập giá. Lúc ấy, có một người từ miền quê lên đi ngang qua đó, tên là Simon, gốc Kyrene. Ông là thân phụ hai ông Alexander và Rufo. Chúng bắt ông vác thập giá đỡ Đức Giêsu. Chúng đưa người lên một nơi gọi là Golgotha, nghĩa là đồi sọ. Chúng trao rượu, pha một dược cho người, nhưng người không uống. Chúng đóng đinh người vào thập giá, rồi đem áo người ra bắt thăm mà chia nhau, xem ai được cái gì. Lúc chúng đóng đinh người vào giờ thứ ba, bản án xử tội người viết rằng:
vua người Do Thái bên cạnh người, chúng còn đóng đinh hai tên cướp, một đứa bên phải, một đứa bên trái. Thế là ứng nghiệm lời Kinh Thánh: người bị liệt vào hạng những tên phạm pháp. Kẻ ba người lại đều nhục mạ người, vừa lắc đầu vừa nói: ê, mi là kẻ phá đền thờ và nộp trong 3 ngày xây lại được, có giỏi thì xuống khỏi thập giá mà cứu mình đi. Các thượng tế và kinh sư cũng chế những người như vậy. Họ nói với nhau: hắn cứu được thiên hạ mà chẳng cứu nổi mình. Ông Kitô vua Israel, cứ xuống khỏi thập giá ngay bây giờ đi, để chúng ta thấy và tin. Cả những tên cùng chịu đóng đinh với người cũng nhục mạ người. Vào giờ thứ 6, bóng tối bao phủ khắp mặt đất mãi đến giờ thứ 9. Vào giờ thứ 9, Đức Giêsu kêu lớn tiếng: Eloi, Eloi, lama sabachthani, nghĩa là: lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con? Nghe vậy, một vài người đứng đó liền nói: kìa, hắn kêu cứu ông Elia. Rồi có kẻ chạy đi lấy một miếng bọt biển, hắn đầy giấm, cắm vào một cây sậy, đưa lên cho người uống mà nói: để xem ông Elia có đến đem hắn xuống không. Đức Giêsu lại kêu một tiếng lớn rồi tắt thở. Bức màn sướng trên bàn thờ bỗng xé ra làm hai từ trên xuống dưới. Viên đại đội trưởng đứng đối diện với Đức Giêsu thấy người tắt thở như vậy liền nói: quả thật người này là con Thiên Chúa. Nhưng cũng có mấy phụ nữ đứng xa xa mà nhìn, trong đó có bà Maria Magdala và bà Maria mẹ ông Giacôbê nữ và Joseph cùng bà Salome. Các bà này đã đi theo và giúp đỡ Đức Giêsu khi người còn ở Galilee. Lại có nhiều bà khác đã cùng với người lên Jerusalem cũng có mặt tại đó. Chiều đến, vì hôm ấy là ngày áp lễ, tức ngày hôm trước ngày Sa-bát, nên ông Joseph tới. Ông là người thành Arimathe, thành viên có thế giá của hội đồng, và cũng là người vẫn mong đợi triều đại của Thiên Chúa. Ông đã mạnh dạn đến cả tổng trấn Philato để xin thi hài Đức Giêsu. Nghe nói người đã chết, ông Philato lấy làm ngạc nhiên và cho đòi viên đại hội trưởng đến hỏi xem người đã chết lâu chưa. Sau khi nghe viên sĩ quan cho biết sự việc, tổng trấn đã cho ông Joseph lãnh lấy thi hài. Ông này mua một tấm vải gai, hạ xác Đức Giêsu xuống, lấy tấm vải ấy liệm người lại, đem đặt vào ngôi mộ đã đổ sẵn trong núi đá, rồi lăn tảng đá lắp cửa mộ. Còn bà Maria Magdala và bà Maria mẹ ông Joseph thì để ý nhìn chỗ họ mai táng người. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, người Thiên Chúa. Kính chào các bạn chị em, chúng ta vừa được nghe bài tường thuật thương khó cho Thánh Marco. Cũng hơi dài, chúng ta chỉ suy gẫm một chút xíu về cái bài tin mừng ngày hôm nay thôi. Chúng ta không nhiều giờ phút cuối sau đây, chúng ta sẽ có lấy người Mỹ nữa. Thì chúng ta nhớ đến những nhân vật ở trong cái câu chuyện ngày hôm nay, và chúng ta xem mình thuộc một là những nhân vật nào.
mình có phải là một người chối Chúa không? Giống như Thánh Phêrô, chúng ta có chối Chúa trong cuộc sống của chúng ta không? Hoặc là chúng ta có sẵn sàng phản bội Chúa như thánh, như là ông Giuđa không? Vì một chút lợi nhuận nào đó mà đã bất chấp lương tâm để mà đánh đổi lương tâm của mình, chối Chúa mà phản bội lại Thiên Chúa. Hoặc là chúng ta có giống như ông Pilato không? Khi mà chúng ta cũng vì quyền lợi của mình mà không dám bênh vực sự thật, không dám bảo vệ người vô tội. Hoặc là chúng ta có thể là một trong những người làm những cái ơn cho Chúa trong những cái ngày, những giờ phút cuối cùng của Chúa. Ví dụ người phụ nữ đã sức giàu cho Chúa, hoặc là ông Simon vác thánh giá đỡ Chúa, hoặc là ông Giuse Arimathea đã tận đến Chúa và dành cho Chúa ngôi mộ của ông. Mỗi dân tộc trong những câu chuyện kinh thánh này có thể là một trong chúng ta. Chúng ta xin ngẫm về các nhân vật này cũng như về chính cuộc đời của chúng ta, và để chúng ta dùng cái thời gian thần thánh này, chúng ta một cái cách nào đó tĩnh tâm, chúng ta xin Chúa thêm hơn cho chúng ta để chúng ta sống đẹp lòng Chúa hơn, trừ bỏ những cái tội lỗi, những cái sự phản bội, những cái ích kỷ của chúng ta, để chúng ta cũng biết sống như những người làm những việc thiện trong đời tư dụng ngày hôm nay. Chúng ta làm cái điều gì đó cho Chúa và cho anh em của chúng ta trong thời gian này. Mời các bạn chúng ta tuyên xưng đức tin. Tôi tin Thiên Chúa, Thiên Chúa là Chúa toàn năng, tôi có thành trời đất, muôn loài tôi thành ba tôi nhìn. Tôi tin Thiên một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, xin mời Thiên Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa, lời Thiên Chúa, ánh sáng người ánh sáng, Thiên Chúa thật, lời Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được bao lại. Ta mãn mẹ ơi Thiên Chúa Cha, nhờ người mà muốn Phật được bao lại, thì loài người chúng ta, và để yêu lỗi chúng ta. Chúng ta cầu xin Chúa cho mọi thành phần trong hội thánh, luôn biết làm sáng danh Chúa.
người nhiều quốc gia trên thế giới được ơn nhận biết và khuyên phục vương quyền của Thiên Chúa, luôn hướng lên người như lẽ sống và công đức của cuộc đời. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Cuộc vượt qua của Chúa Kitô đem lại ơn giải thoát toàn diện cho con người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những ai đang đau khổ vì bệnh tật, thiên tai hay bất công xã hội ở khắp nơi, tìm được niềm an ủi nơi cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa, luôn sống trong hy vọng và bình an đích thực. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Thập giá là con đường duy nhất và chắc chắn đưa tới vinh quang. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta biết nỗ lực sống các giá trị tin mừng và can đảm đón nhận thập giá trong đời sống hàng ngày, với ý thức rằng qua thập giá đến vinh quang, để xứng đáng được hiệp phần vinh quang với Chúa Kitô. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lời Chúa Giê-xu răng nhân từ cuộc vượt qua của Chúa đang đổ tràn học ân cứu độ cho nhân loại. Xin nhận lời chúng con cầu nguyện và giúp chúng con luôn vững bước theo Chúa trên con đường thập giá, để đến bộ với Chúa trong vinh quang đời đời. Chúa là đấng hằng sống và hiền tri muôn đời. Amen. Xin ơn cứu độ cho chúng con, giờ đức đi tôi, Chúa chúng con.
Người là đấng vô tội đã đang chịu khổ hình thay cho những người tội lỗi, và bằng lòng chịu kết án bất công thay cho kẻ gian tà. Người đã chết để tẩy trừ tội lỗi và đã sống lại để thanh hóa chúng con. Vì thế, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con ca ngợi Cha và vui mừng phấn khởi tung hô rằng:
Chính nhờ người, với người và cho người và mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng, lạy Chúa cứu thế và theo thế thức người dân, chúng ta ra nguyện rằng này cha, chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha ở sân, được cha chỉ nên vì cha đầy điện rơi hát cùng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay nương thực hàng ngày và tha thứ chúng con những như chúng con cùng tha thứ cho chúng con. Xin cha để chúng con sai chưa tha được, nhưng kêu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin thương chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin nói thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh Ý Chúa. Chúa ăn sâu và yên chi muôn đời. Amen. Bình an của Chúa ở đời cùng anh chị em. Anh chị em chúng ta chúc bình an cho nhau.
Lạy Chúa tại bàn tiệc thánh thể, Chúa cho chúng con được hòa chi toàn lòng. Nhờ con một Chúa chịu khổ hình thân ra, Chúa làm cho chúng con tin tưởng vững vàng sẽ được ơn cứu độ. Nhờ bầu những người đã hy sinh, xin cho chúng con đã tới quê trời như lòng thành mong ước, người hằng sống và hiền chi muôn đời. Amen. Cảm ơn các bạn đã đồng chúc. Xin các bạn đã đồng chúc cho xe hội có lý tình và cho người nhà của giáo pháp. Và xin được thông báo chút xíu. Tối ngày mai, thứ hai, tối ngày mốt thứ ba và tối ngày kia thứ tư sẽ có giải tô từ 6 giờ đến 8 giờ tối. Khi công đoàn chúng ta nếu mà ai muốn đi sinh tốt thì khi chúng ta tới vào tối ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư từ lúc 6 giờ đến 8 giờ thì có cái giá cầu và đây và chúng ta sẽ sinh tốt. Rồi trong cái ngày thứ năm tuần thánh, nhưng là thứ năm này và thứ sáu tuần thánh, chúng ta sẽ có đánh lễ Việt Nam lúc 8 giờ. Thì con hy vọng là trời nó tốt thì chúng ta sẽ có đánh lễ ở trời nhiều người, và nếu mà trời nó xấu thì có thể chúng ta lấy được trời từ chúng ta cũng tạo được một ngày, thì hy vọng trời nó đẹp hơn, chúng ta có thể thắp hương lên mặt trời nó dễ dàng cho mọi người hơn. Rồi ngày tối thứ bảy là lễ phục phục sinh, chúng ta có lễ đánh chung ba thứ tiếng lúc 7:30. Rồi ngày chủ nhật phục sinh thì chúng ta cũng có hai thánh lễ lúc 9:15 buổi sáng và 2:00 chiều giống như ngày, và con hy vọng là chúng ta sẽ thắp hương lên mặt trời để thành công. Và hôm nay là cái ngày cuối cùng để chúng ta bán vé số để giúp cho giáo sư chúng ta bán chúng ta cũng ủng hộ lần cuối mua với anh em nghĩa là số anh. Còn những người mà hôm trước mua đồ mà nghĩa chưa người tờ lấy có 10 đồng thì chúng ta cũng có thể chúng ta trả lại vớt hoặc là chúng ta mua thêm cho nó đủ, chúng ta mua vé một vé là 10 đồng. Cảm ơn công bằng. Và chúng ta có thể thấy cái tập thông tin ở trong đây nó có mấy cái giải thưởng, ví dụ như giải nhất là cái tin to cái đứa, rồi giải hai là mấy giải hai giải ba chúng ta có thể coi trong tập thông tin mấy cái đó. Và cảm ơn tất cả quý ông bà chị em chúng ta biết vào tuần thánh thì chúng ta xin Chúa thêm hơn để chúng ta để chúng ta tham dự tuần thánh một cách sâu sắc, chúng ta nhớ nhắc những người thân yêu của chúng ta đi tham dự vào ba cái ngày quan trọng nhất trong năm chung của chúng ta, đó là ba tuần thánh thứ năm, thứ sáu và thứ bảy, và cái ngày đó là ba ngày lễ lớn nhất trong đạo của chúng ta, và cố gắng nhắc nhở tất cả những người khác đi lễ. Hy vọng chúng ta lễ ngoài trời thì chúng ta sẽ dễ dàng hơn. Mời các bạn chúng ta đứng. Chúa ở cùng anh chị em và cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Amen. Thank you.
Chúng con trong cải đặt thánh đức mẹ Chúa Trời, xin Chúa Trời chớ bỏ lại chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, đức nữ đồng trinh hiển vinh sáng lang. Amen. Chúng con đã hỏi sự như Amen. Mẹ đặt thánh trai tìm đức Chúa Giêsu. Từ sáng chúng con. Mẹ trai tìm được thánh cực tình đặt thánh đức bà Maria. Cầu cho chúng con. Cầu cho chúng con giữ vững ban sự bình an. Cầu cho